Xin chào các bạn, hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục với bài số 2 của chương số 7. Vậy thì đầu tiên cô và các bạn sẽ cùng nhìn vào phần từ mới nhé. A. Listen, point and say. Ở phần từ mới trong bài ngày hôm nay thì chúng ta học về 6 động từ. Ví dụ như chúng ta có hành động là chạy này, nhảy, đánh bóng, đá bóng này, ném và bắt. Thế bây giờ cô và các bạn cùng nghe nhé. 1. Run. Cái này rất dễ đúng không? Chúng ta có âm à. Run. Run. Chạy. 2. Jump. 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 Cái này chúng ta lại gặp lại âm à. Một lần nữa chúng ta có j a m jump. 3. Hit. Cái này thì lại càng dễ hơn đúng không nào? Chúng ta có âm y ngắn đúng không? E. Hit. Hit. Và các bạn nhớ âm cuối cho cô nhé. Chúng ta phải bật âm cuối ra cho cô này. Bật nhẹ thôi. Hit. 4. Kick. Mình có đá đúng không? Thì mình có kick. Kick. Nhớ là âm cuối nhá. Âm k. Yeah. Không được bỏ quên đấy. Thứ 5. 5. Throw. Throw. Các bạn nhớ phát âm âm này như thế này này. Chúng ta phát âm như là chữ 3. Số 3 đúng không? Thế vì thế nên là cô có âm. Rồi. Đọc xong âm này rồi thì chúng ta bắt đầu đến âm sau của cô sẽ là throw. 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 Được chưa? Âm O đúng không nào? Throw. 6. Catch. Catch. Bắt đúng không? Vậy thì các bạn nhớ cho cô là âm cuối của cô sẽ là âm catch. Rồi, bắt quả bóng đúng không nào? Đây, catch. Đấy. Thì đây là phần toàn bộ phần từ mới trong bài ngày hôm nay chúng mình học thì cũng rất là ngắn. Về nhà các bạn nhớ là nghe lại và đọc lại cho cô nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần B. 1. Listen and read. Ở phần nghe đầu tiên thì các bạn chỉ việc nghe và đọc theo đoạn hội thoại thì chúng ta đã có ở trong sách rồi. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng làm phần bài tập nghe ở phía sau này. B. 2. Listen and draw lines. Ở phần bài tập nghe này thì người ta yêu cầu mình nghe và nối xem là bức tranh, những cái bức tranh trên đây, những cái nhân vật này có thể làm được những hành động gì ở phía dưới. Thế bây giờ cô và các bạn cùng nghe nhé. Look at the pictures. Listen. There is one example. Câu 1 sẽ luôn là câu ví dụ này. What can you do, Mai? I can jump. Good. You can play with the basketball team. Can you see the line? This is an example. Now, listen and draw lines. 2. What can you do, Tom? I can run. I can run. Okay, soccer for you. 3. What about you, Lucy? I can hit the ball. Lucy. I can hit the ball. See? Lucy, the volleyball team. I can hit the ball. 4. Alfie, what can you do? I can throw the ball. Good. I baseball can team. Throw the ball. Okay, Grandma, what can you do? I can do this. Kia. Wow. Rồi thế thì bây giờ chúng ta vừa nghe thấy những gì? Thứ nhất là bạn Mai thì bạn ấy có thể nhảy đúng không? I can jump. Bạn Tôm thì bạn ấy có thể chạy đúng không nào? I can run. Còn bạn Lucy thì bạn ấy có thể là I can hit. Và bạn Elfie thì bạn có thể là I can throw. Được chưa nào? Rồi thì bài nghe này về nhà các bạn cũng có thể nghe và làm lại bài này cho cô nhé. Bây giờ chuyển qua phần cấu trúc câu trong bài ngày hôm nay. C. Listen, then practice. Trước khi phân tích thì các bạn cùng cô sẽ nghe một lần này. What can you do? I can jump. Bạn có thể làm gì đúng không? Chúng ta thấy có chủ ngữ của cô là you. You. Có thể, động từ khuyết thiếu có thể của cô là can. What can? Do. Động từ do là làm đúng không? Vậy thì trong câu này cô dịch là bạn có thể làm gì?
What là cái gì hoặc là làm gì đúng không? What là gì này? Thì chúng ta có là bạn có thể làm gì. What can you do? What can you do? You do. Được chưa? I can jump. Tôi có thể nhảy. Vậy thì tôi thì sẽ chủ ngữ là I. Có thể thì động từ khuyết thiếu của cô là can. I can jump. Được chưa? Vậy thì tương tự như thế, khi mà các bạn có thể nói là tôi có thể chạy, hoặc tôi có thể đá bóng, hoặc tôi có thể bắt bóng, thì chúng ta sẽ thay những cái động từ trong bài ngày hôm nay mình học vào đằng sau can. I can jump, I can throw, I can run, đúng không nào? Rồi, vậy thì cấu trúc câu hôm nay rất là ngắn. Thế thì bây giờ cô và các bạn sẽ cùng chuyển qua phần luyện tập cấu trúc câu nhé. Pronunciation tip. Trước khi đến phần luyện tập thì các bạn có một phần nhỏ nhỏ. In natural English, what can sounds like what can. Listen. What can you do? What can you do? What can you do? Now listen again and say. What can you do? What can you do? What can you do? Rồi, vậy thì trong bài ngày hôm nay người ta cho mình cái gì? What can often sounds like what can. What can. Chúng ta là nhìn thấy cái chữ can này nó sẽ không quan trọng ở trong câu, đúng không? Trong quan trọng trong câu này mình sẽ nhấn vào chữ what và chữ do, đúng không nào? Vậy thì chữ này, chữ are, bình thường mình sẽ đọc là what can. Thì bây giờ chúng ta có thể đọc là what can. What can you do? What can you do? Đúng không nào? Thì nghe nó tự nhiên hơn và các bạn cũng đỡ tốn sức khi đọc cái này là what can you do. Thì chúng ta nhớ là có thể đọc là what can you do cho những cái bạn mà chúng ta mới bắt đầu học và chúng ta chưa đọc thuần thục. Nhưng mà khi mà chúng mình đọc được cái cấu trúc câu này rồi thì các bạn nên đọc là what can you do. What can you do? Đúng không nào? Bây giờ chuyển qua phần luyện tập cấu trúc câu nhé. Listen. Rồi, ở phần này thì người ta cho mình 8 bức tranh, đúng không nào? Những cái động từ ở phía dưới này người ta cũng đã cho mình rồi. Ví dụ từ động từ thứ nhất là có thể là run, jump, play tennis, play basketball, hit, throw, catch, kick. Được chưa? Rồi, thế thì bây giờ chúng ta vẫn sẽ có câu hỏi là what can you do? What can you do? I can run, I can jump, I can play tennis, I can play basketball, I can hit, I can throw, I can catch, I can kick. Được chưa? Rồi, vậy thì câu hỏi cho toàn bộ 8 câu này chúng ta sẽ dùng một câu hỏi thôi là what can you do? What can you do? Đúng không? I can run, I can jump, I can play tennis, I can play basketball, I can hit, I can throw, I can catch, I can kick. Ok? Rồi, vậy thì bài này của chúng mình luyện tập này hôm nay rất là ngắn và dễ. Vậy thì yêu cầu các bạn về nhà sẽ nói phần này, đúng không nào? Phần luyện tập nói này. Và các bạn có thể là quay video lại để cô có thể sửa phát âm cho các bạn nhé. Được chưa nào? Rồi, thì đây là phần nội dung của phần luyện tập. Tiếp theo chúng ta có phần trò chơi. Trò chơi này thì chúng ta có nội dung trò chơi là đoán bức tranh. Guess the picture. In terms. In teams. Take turn trying to guess a picture without looking. Làm chơi theo nhóm, đúng không? Take turns, lần lượt, cố gắng đoán bức tranh mà không được nhìn. Chúng ta sẽ có những cái bức tranh mà được đặt ở trên bảng này, đúng không nào? Rồi các bạn ở dưới sẽ gợi ý, đúng không? What can you do? Và bạn trên này bạn ấy sẽ đoán, ví dụ như là ở đây là run, đúng không nào? Thì bạn ấy đoán lần đầu tiên là I can throw. No, I can run. Yes, đúng không nào? Rồi, vậy thì các bạn nhớ là trò chơi này với nội dung chúng ta là người nào mà lên đoán thì sẽ không được nhìn, đúng không? Và các bạn cố gắng đoán xem nội dung của bức tranh đó là gì, như thế nào. Rồi, thì phần này cũng là phần cuối cùng của bài học ngày hôm nay rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào bài sau nhé. Bye bye!